Dân chặn đường tố cáo công an, đụng người rồi bỏ chạy, tin từ Phú Thọ. Hỗn loạn lại xảy ra tại khu phố thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, khoảng 12 giờ rưỡi trưa ngày 26 tháng 2, sau một tai nạn giao thông chết người. Cư dân địa phương đã phẫn nộ vì cho rằng cán bộ công an lái xe đụng người rồi bỏ chạy để nạn nhân chết vì mất máu. Hàng trăm người đã kéo đến dựng rạp, ngăn chặn xe cộ qua lại một đoạn thuộc xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao để phản đối. Báo Tiền Phong cho biết là nạn nhân là ông Đặng Duy Trường, 49 tuổi, ngụ tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, viên chức tụng sự tại xã này. Báo Tiền Phong dẫn đơn tố cáo của chị ruột nạn nhân là bà Đặng Thị Thảo nói rằng ông Trường vừa tham dự cuộc họp ở xã, cởi xe gắn máy, đang trên đường để trở về nhà. Khi còn cách trụ sở chính quyền xã Tứ Xã chừng 100 mét, ông bị một chiếc xe hơi do ông Nguyễn Mạnh Cường là cán bộ công an huyện Lâm Thao từ đằng sau tông phải. Chiếc xe của ông Trường bị cà trên đoạn đường dài đến 10 mét. Ông này bị ném xuống đường đập đầu, nằm bất tỉnh trên vũng máu. Một số nhân chứng nói rằng thấy ông Cường cùng hai người đồng sự là ông Huân, công an huyện Lâm Thao và ông Quang, phó trưởng công an Tứ Xã bước xuống xe quan sát sự việc. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn nạn nhân rồi leo lên xe phóng đi, bỏ mặc ông Trường còn đang nằm bất động. Nạn nhân được người đi đường đưa vào bệnh viện nhưng không cứu được vì bị mất quá nhiều máu, tử vong khoảng 3 giờ chiều cùng ngày. Các nhân chứng còn nói rằng thấy công an huyện Lâm Thao cử người đến tìm hiểu sự việc nhưng không lập biên bản hiện trường. Thay vào đó, họ đưa xe nạn nhân về giữ tại đồn công an huyện. Cho rằng tình thế trên có thể làm xáo trộn dấu vết tai nạn, hàng trăm người dân đã kéo đến dựng rạp, ngăn đường, đòi công an huyện đưa xe nạn nhân trở lại hiện trường và cử người có thẩm quyền đến mở cuộc điều tra.